39. Chủ nhân, người gọi thuộc hạ. Gần đây Tề quốc xảy ra chuyện gì? Tề quốc, Hàn Tín đang tập kết đại quân, chuẩn bị khai chiến với Hạng Vũ. Gần đây hắn có cố liên lạc với ngươi không? Không có, đều là do thuộc hạ chủ động tìm hắn, bí mật chú ý tới động tĩnh của hắn, cả nữ nhân thú vị ở bên cạnh hắn nữa. Ý chủ nhân là Quý Khương. Ta có dự cảm nữ nhân đó không thuộc về thời đại này. Rõ. Năm 202 trước công nguyên, Hàn Tín được phong làm Tề Vương, tập kết 15 vạn quân tấn công xuống phía nam, cắm trại ở biên giới Sở Tề. Hạng Vũ sau lưng có địch đuổi theo, bị ép phải từ bỏ tấn công Quỳnh Dương, rút về Sư Đông. Cuối cùng trận quyết chiến giữa Hàn Tín và Hạng Vũ cũng sắp bắt đầu. Ta đã biết là ngươi sẽ tới mà. Đây là quà chủ nhân ban cho ngài. Thứ gì vậy? Cửu đỉnh đỉnh tâm, vật báu vô giá đó. Nếu có nó, ngươi có thể thắng Hạng Vũ. Không có nó, ta cũng có thể thắng Hạng Vũ. Ngươi nắm chắc mấy phần? Tình thế hiện giờ có lợi cho quân ta. Đổi lại là người khác, ta dám nói tất thắng. Nhưng Hạng Vũ thì ta không chắc lắm. 40-60, khi có cửu đỉnh, chắc chắn sẽ thắng Hạng Vũ. Thật sao? Điểm kỳ diệu của cửu đỉnh không giống như người tưởng tượng đâu. Nó có thể tìm tới mọi ngóc ngách trên thế giới này. Chỉ cần ngươi thao tác đúng, việc bố trí binh sĩ của Hạng Vũ đều sẽ nằm trong tay ngươi. Phía dưới cửu đỉnh có một cái lỗ, hóa ra là thiếu nó sao? Cách thao tác khiến cửu đỉnh hoạt động chỉ có ta biết. Có nghĩa là nếu ta muốn dùng cửu đỉnh, bắt buộc phải tìm ngài sao? Thần khí có cách dùng đặc biệt của thần khí, không phải là thứ người phàm các ngươi muốn dùng là có thể dùng. Vậy thì để sau đi. Sao vậy? Không muốn dùng nữa sao? Chiến trường thay đổi liên tục, không dễ nói. Nhưng nếu ngài đã tới rồi, ta thật sự có chuyện muốn xin ngài. Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động cầu xin ta. Ta muốn đường đường chính chính giao đấu chính diện với Hạng Vũ trên chiến trường một lần. Nhưng mà vũ quân vô địch thiên hạ, ta sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có thể dùng cửu đỉnh dụ chủ lực của hắn đi chỗ khác. Giữa nam nhân với nhau, được trực tiếp giao đấu chính diện mới hấp dẫn. Vậy ngươi muốn gì ở ta? Ta muốn mượn vài chục thanh duệ ảnh kiếm. Hàn Tín, ngươi đúng là quá tham lam rồi đó. Ngài cứ nói có hay không đi. Trận chiến này đối với Hàn Tín ta là trận quan trọng nhất. Nếu như ngài và chủ nhân của ngài muốn để ta sống và hoàn thành giao dịch, tốt nhất hãy giúp ta chiến thắng Hạng Vũ. Duệ ảnh kiếm là thứ vô cùng trân quý, mười mấy cái tuyệt đối không thể. Vậy có bao nhiêu? Nhiều nhất là ba cái. Ba cái? Người lấy hay là không lấy? Lấy. Huynh chuẩn bị xong thật rồi sao? Đương nhiên rồi. Đối mặt với Hạng Vũ, nhất định đừng mềm lòng. Không đâu. Còn nữa, huynh là chủ tướng, đừng tự mình chạy lên tiên phong xông trận.
Nếu không, huynh phải đưa cả ta đi theo. Sao muội còn lo lắng hơn cả ta vậy? Ta trước này chưa từng bại, lần này cũng không muốn phá lệ, cho nên muội cứ yên tâm đợi tin tức của ta. Hay là huynh cầm theo Duệ Ánh Kiếm đi. Không cần đâu. Ta từng nói muốn đường đường chính chính phân cao thấp với hắn. Vũ khí có tính sát thương trên quy mô lớn như vậy, không phải nên dùng vào lúc này sao? Tại sao cứ phải đấu bằng nhân lực? Có nó hai đầu và Bách Nhãn Cự Nhân là đủ rồi. Hàng tính, ta biết huynh sẽ thắng, nhưng cứ nghĩ tới đối thủ là Hạng Vũ, trong lòng ta liền... Muội yên tâm đi, muội phải tin ta. Được rồi, ta không nói nữa. Nói nhiều quá chỉ khiến huynh phân tâm. Tề Dương, nên xuất phát rồi. Ta đi đây, hãy đợi ta. Đi. Đã đợi một ngày rồi, về doanh trại nghỉ ngơi đi. Phải, đã một ngày rồi, tin tức truyền về toàn bộ đều là tình hình chiến sự. Sao lại đánh lâu như vậy chứ? Trương đại ca, trận này sẽ thắng hay thua, huynh đã tính chưa? Nếu như trận này thắng, Hạng Vũ sẽ không gượng dậy được. Nếu như trận này Hàn Tín bại, Hạng Vũ nhất định sẽ phản công truy binh của Hán Dương bị dây ở Huỳnh Dương nhiều năm. Tuyệt đối không thể giao tranh trận giả với Vũ quân. Trận này quá nặng, ta không dám tính. Sao lại chỉ có mình ngươi quay về? Hàn Tín đâu? Tiểu Phương, đại tướng quân đâu? Tề Dương nói người tự mình cắt đuôi, kêu ta về báo một tin. Cắt đuôi? Tề Dương bại rồi sao? Ngày ấy bị đánh bại rồi. Hạng Vũ dùng trận hình gì? Trận ngàn chữ nhất. Vũ quân không đủ binh lực, trận ngàn chữ nhất không đủ sức tấn công. Chủ trận của huynh kiên cố như vậy, sao lại bại trận? Ta biết Hạng Vũ xưa nay rất giỏi dùng hiểm chiêu, nhưng không ngờ là hắn bây giờ còn điên rồ hơn trước. Lần này bại trận cũng là do chủ trận của ta quá kiên cố. Nghĩa là sao? Đây là chủ trận của ta. Ta vốn tưởng hắn dùng trận hình mũi tên tấn công chủ trận quân ta, như lúc đánh bại quân Chương Hàm. Đây là trận hình Vũ quân đã tấn công quân ta. Chủ trận của ta bản thân hắn không thể lay động, nhưng binh lực hai cánh có hơi không đủ, không chặn được cú tấn công của Vũ quân. Đội chắn hai bên bị ép lùi sau, chủ trận lại đứng yên bất động. Vũ quân sẽ có cơ hội tiến hành việc bao vây quân ta từ hai cánh. Như vậy thì phần lớn binh lực của huynh đều bị chủ lực của mình chặn bên ngoài, nên số có thể giao chiến với kẻ địch chỉ có số binh lực ở rìa. Ưu thế binh lực của quân ta không thể phát huy, bị Vũ quân dần ăn mòn, đánh cũng không được, lui cũng không xong. Huynh không thử biến trận sao? Đúng vậy, Bách Nhãn Cự Nhân và xe nỏ hai đầu cũng không chặn được chúng sao? Ta phát hiện Vũ quân dùng trận ngang chữ nhất là hạ lệnh, hai cánh ép lên trước, chủ trận lùi về sau. Nhưng vào đúng lúc đó, một đám mây dày che lấp mặt trời, Bách Nhãn Cự Nhân hoàn toàn bị phế, không có yểm hộ, chủ trận cũng không dám rút lui. Chỉ cần đám mây này đến muộn một chút thôi là ta có thể hoàn thành biến trận, bao vây Vũ quân lại. Nói như vậy thì đó đều là ý trời. Ý trời gì chứ? Chẳng qua lần này Hạng Vũ ăn may, không phải lần nào cũng ăn may được chứ. Đợi lần sau, chúng ta nhất định có thể khử được hắn. Hàn Tín, ta tin huynh.
Tệ Dương, đại quân đã tập kết lại, chờ đợi quân lệnh. Truyền lệnh của ta, toàn quân lập tức nhổ trại về Bắc. Rõ. Huynh định rút quân, chỉ là tạm thời rút lui, tìm lại chiến cơ. Quân ta tuy bại, nhưng binh lực vẫn chiếm thế thượng phong, vẫn có thể đánh mà. Nếu huynh rút quân, sĩ khí nhất định sẽ hao tổn, rồi bị Hạng Vũ truy sát, chẳng phải sẽ thua toàn tập sao? Với lại vũ quân bây giờ chắc mới chỉ là tiên phong, viện quân phía sau Hạng Vũ chắc sẽ càng lúc càng nhiều. Ta có thể đợi thêm một lần, nhưng chúng ta không còn cơ hội để thua thêm lần nữa. Đánh thắng Hạng Vũ chỉ được dùng kế, không thể cố liều. Nếu huynh phải không thể đánh thì... Được rồi, không cần nói nữa. Hơn 3.000 thương binh, đa số bị đốt sâu vào tận xương. Rốt cuộc, Hàng Tín đã dùng yêu pháp gì? Có lẽ là chủ ý của Tiền Tiểu Phương. Những thứ này trong lần đánh tại lần trước đều đã dùng rồi. Lần này mặc cho Hàng Tín có thần kỳ đến mấy, chẳng phải vẫn bại dưới tay vũ quân ta sao? Tuy chúng ta đã thắng Hàng Tín, nhưng hai cánh Hán quân của Lưu Bang và Bành Việt đang áp sát, phải nhanh chóng đánh bại Hàng Tín mới có thể xoay chuyển thế yếu. Ta đã nghĩ ra đối sách rồi. Mọi người xem, ta dám chắc là Hàng Tín đã chạy không ngừng không nghỉ suốt 3 đêm rồi. Đêm nay chắc chắn không chạy nổi nữa. Từ tuyến đường rút quân của hắn, chỉ có một tòa thành nhỏ Phong Quận này. Phong Quận chỉ là một tòa thành đất, không thể chứa mấy vạn đại quân của hắn. Cho nên đây chính là một cơ hội tốt để chúng ta tóm gọn hết bọn chúng. Tòa thành nhỏ này Hàng Tín nhiều nhất chỉ ở một đêm, có kịp được không? Kẻ khác thì không kịp, nhưng vũ quân của ta thì sẽ kịp. Hạng Trang, chúng ta còn bao nhiêu chiến mã? Trước kia chạy nghìn dặm từ Huỳnh Dương về, chiến mã cực vũ quân đã cạn kiệt thể lực. Nếu như huy động thêm nửa tốt từ các doanh trại khác, có lẽ được 3.000 con. 3.000 đủ rồi. Chuyện này là sao chứ? Sau trận chiến Bành Thành đã lui về phía Bắc hơn 100 dặm. Nếu huynh còn không nghĩ cách đứng vững, sớm muộn sẽ bị Hạng Vũ đuổi về Tề Quốc. Quân ta mới bại, không thể chiến tiếp. Ta đã nói huynh rồi, bây giờ Hán Dương đã rất nghi ngại huynh. Có phải Lưu Bang cho rằng ta không liều mạng với Hạng Vũ thì là cấu kết với quân Sở không? Ai kêu huynh phải liều mạng với hắn? Nếu lúc này tiếp tục chiến đấu thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngày mai thì sao? Tiếp tục rút lui về Bắc. Huynh còn rút tiếp? Nếu huynh còn tiếp tục rút, Hạng Vũ sẽ quay đầu tay tiến, đâm thẳng vào đại doanh Hán Dương. Nếu Hán Dương không ngăn chặn được, thế cũng tốt sẽ sôi hỏng bỏng không? Những điều huynh nói ta đều biết. Huynh biết sao? Để ta nghĩ xem đã. Hạng Vũ, Hạng Vũ đến rồi. Muội bình tĩnh, nói rõ ràng xem chuyện gì. Lúc ta đến, chúng đã vượt hơn nửa khoảng cách, ít nhất cũng có mấy nghìn người. Việc này sao muội biết được? Muội đã dùng cửu đỉnh. Hạng Tín, đến lúc này rồi, huynh đừng cố chấp nữa. Huynh biết dùng bảo vật có thương hại khách, tại sao không nói sớm? Sớm biết đội hình của hắn, hà tất phải đến mức này? Đánh lui địch trước rồi nói. Bắn. Có mai phục, cẩn thận.
Không ngờ tiểu tử Hàn Tín lại đặt mai phục ở đây. Sao hắn biết tuyến đường của chúng ta? Bất luận là gì, hắn đã có phòng bị, tập kích không thành. Cẩn thận bị hắn bao vây. A Ngu, rút! Bẩm Tề Dương, Hạng Vũ ở trong trận kia, đuổi hay không? Tề Dương, vừa tiếp chiến liền chạy, e là chúng có bẫy, phóng tiễn bừa về phía địch. Tuân lệnh. Hạng Vũ đêm khuya tập kích, đại quân xa ngoài trăm dặm thì có bẫy gì được chứ? Huynh nói coi, vì việc này ta với huynh cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Đây là chiến trường, không phải là nơi huynh thể hiện nghĩa khí. Huynh nói không sai, là ta quá sơ ý. Huynh tưởng ta ngốc sao? Là huynh cố ý thả Hạng Vũ. Ta thực sự không muốn Hạng Vũ chết, nhưng ta nhất định đánh bại hắn. Huynh tin hay không? Ta cũng muốn tin, nhưng không thể tin. Hàn Tín, từ cổ chí kim, có mấy người làm được trung nghĩa lưỡng toàn? Không thể làm, sao mà biết không được? Hàn Tín à, ý của huynh ta hiểu. Tạm thời không nói, huynh không phải là đối thủ của Hạng Vũ, lại còn chiến thắng trong tay rồi, huynh còn cố ý thả hắn đi, hắn sẽ nghĩ thế nào? Sẽ nghĩ huynh có lòng dạ nữ nhân, yếu đuối dễ bắt nạt. Huynh nghĩ coi, nếu trận này huynh thắng, Hạng Vũ chết, thiên hạ miễn được nỗi khổ chiến loạn. Nếu huynh thua, Hạng Vũ thắng, Sở và hắn tất yếu ra sức tranh giành thế lực, thiên hạ bách tính lại chịu kiếp nạn chiến tranh. Huynh phải biết, nghĩa khí của huynh chỉ là tiểu nghĩa so với bách tính thiên hạ. Hạng Vũ một mình, ta có cách rồi. Trương Lương, những lời huynh vừa nói đã làm ta tỉnh ngộ. Huynh nghĩ thông là được, thiên hạ bách tính với một mình Hạng Vũ. Không phải câu này, dù ta có ý muốn nhường Hạng Vũ, hắn ta vẫn thấy ra kế không bằng người, không dám trực tiếp đấu với hắn. Huynh nói không sai, đây chính là Hạng Vũ. Hắn có thể cứu gỡ tình thế khó khăn, nhưng cũng là kẻ rất đắc ý, dễ sơ ý. Đại Dương, người ra ngoài trước đi. Việc quân cấp thiết, đừng để lỡ, ta tự mình băng là được. Sao rồi hả? Hàn Tín tiếp tục rút về phía bắc, dựa vào những vết tích chúng hành quân, đội ngũ chỉnh tề, kỷ luật binh sĩ chưa loạn. Lúc nãy ta đếm qua lò đất của hán quân đủ cho 10 vạn quân ăn, do đó binh lính không hề tháo chạy. Sau phong quận, Hàn quân liên tiếp thua 3 trận, binh sĩ không bỏ chạy. Xem ra Hàn Tín này cũng coi như có kế trị quân. Hàn Tín lúc đánh lúc lui, chúng ta đã đuổi xa như vậy, ý của đại ca là tiếp tục đuổi sao? Hàn Tín rõ ràng là đang giữ chúng ta. Binh sĩ của hắn vừa đánh đã tan, lúc đó không thể nào dẹp tan chư hầu. Khi Hàn Tín tấn công nước Tề, thuộc hạ cũ dường như tử trận toàn phần. Hiện trong binh sĩ đều là những người mà hắn mời chiêu mộ. Chỉ tiếc là không thể vào lúc hắn đang ở đỉnh cao phân cao thấp với hắn. Ý của đại ca là vẫn tiếp tục đuổi theo Hàn Tín sao? Phái 3.000 quân Sở đuổi theo đại quân của Hàn Tín và không ngừng quấy rối, số còn lại theo ta nhanh chóng đi về phía nam. Dây quanh ba phía, hiện đã phá một phía, bước tiếp theo nên tấn công quân Hán phía nào? Lưu Bang. Đại Dương, kỵ binh của quân Hán tiến đến doanh trại, đang tấn công doanh trại bộ binh ở bên cánh tả.
Vừa nói phái người quấy rối Hàn Tín, kết quả hắn ta ra tay trước. Xem ra chỉ có thể cắt đường triệt để với hắn thôi. Ta cần bằng chuyện này với huynh. Được, chúng ta dùng cửu đỉnh đi. Không được. Vậy dùng tạm diệu ảnh kiếm cũng được. Không thể dùng. Mấy hôm nay huynh đánh nhau với Hạng Vũ, đã thua liên tiếp mấy trận rồi. Lỡ như có ngày không chạy thoát thì sao? Ta cố tình thua cho hắn xem đó. Huynh còn... Lưu Bang mỗi ngày gửi một lá thư hối huynh đánh trả. Huynh sắp rút lui về phía nước Tề luôn rồi. Lúc này huynh so đo với ai chứ? Muội có từng nghe điểm cố về Tôn Tẫn giảm lò dụ địch chưa? Binh pháp Tôn Tử. Tôn Tẫn cố tình giảm số lượng lò trong doanh trại để Bành Quyên nhầm tưởng trong quân có số lượng lớn binh lính đào tẩu. Bành Quyên khinh địch nên tấn công và bị mai phục. Ta đang dùng chiêu này, nhưng chỉ là thay đổi một ít thôi. Ta nhìn thấy huynh để họ dựng nhiều lò dư thừa, huynh muốn làm gì? Hơn 20 dặm về phía bắc có một hiểm cốc, gần đó là địa hình đồi núi, thuận lợi cho việc mai phục ẩn nấp. 5 ngày trước, Trương Lương đã mang nửa số binh lính của quân ta mai phục tại đây. Ta hiểu rồi. Vậy là huynh để họ dựng lò dư thì để che giấu việc chúng ta chia quân làm hai ngã. Không sai. Lần này ta cố tình làm chậm tốc độ rút quân, để Hạng Vũ đưa quân đến đánh, chống cự một chút rồi hạ lệnh rút ngay, để Hạng Vũ khinh thường chiến lực của quân ta. Đồng thời phái kỵ binh không ngừng quấy rối doanh trại sở quân, chọc giận Hạng Vũ để hắn không chịu ngừng truy kích. Nhưng mà viện quân của Hạng Vũ đã đến rồi, cho dù bị mai phục thì cũng chưa chắc thua đâu. Vì vậy nơi này chính là mấu chốt. Ta đã ra lệnh cho người đắp đê tại đây, kỵ binh chắc chắn không thể qua được. Hạng Vũ đâu có ngốc, nếu phát hiện đường bị chặn, hắn nhất định sẽ rút về ngay. Sức công kích của vũ quân mạnh như vậy, nếu họ thật sự muốn xông về thì quân mai phục chưa chắc cản được đâu. Những quân mai phục này đều là bộ binh, đúng không? Khoảng 2 năm nữa muội cũng có thể dẫn binh đánh trận rồi. Giờ không phải lúc đùa đâu. Mau nói rõ kế hoạch của huynh đi. Phục binh không phải là để ngăn cản kỵ binh, mà là để tách bộ binh đi theo sau vũ quân, dồn chúng xuống hẻm núi. Ý của huynh là dùng phục binh để chặn đường quân sở sao? Để chúng tự dẫm đạp lên nhau mà chết. Như vậy phải tính toán thời gian chuẩn xác lắm đó. Ngộ nhỡ thời gian không tính đúng, kỵ binh vũ quân đều đã xông ra khỏi hẻm núi, bộ binh phía sau vẫn chưa kịp tới thì sao? Vậy nên ta sẽ bố trí tinh binh ở hẻm núi. Nhóm tinh binh này sẽ trực diện nghênh tiếp vũ quân xung kích, không cần chiến thắng, chỉ cần kìm chân được, đến khi bộ binh quân sở tới là được. Bộ binh đánh với kỵ binh, như vậy không phải là đi vào chỗ chết sao? Ta biết đây là chiêu hiểm, vậy nên ta phải đích thân cầm quân. Không được, không được. Kế hoạch này của huynh có nhiều lỗ hổng quá. Chưa bàn đến tinh binh ở đầu hẻm núi có thể giữ chân quân sở được không. Huynh làm sao tính toán thời gian chính xác được? Đi thêm về Bắc Triệt thì thế dây đánh quân sở sẽ càng tan rã. Vậy nên trận này nhất định phải đánh. Kể cả phải đánh, ta cũng không cho huynh đi làm mồi nhử. Ta phải đi. Vậy ta dùng cửu đỉnh đem cả diệu anh kiếm theo. Ta cứ lui thêm, chính là để quang minh chính đại chiến thắng Hạng Vũ. Quang minh chính đại? Quang minh chính đại còn quan trọng hơn tính mạng sao? Đương nhiên. Giết!
đến lúc kết liễu ngươi rồi. Hạng Vũ, Đại Dương, bỏ ta ra. Bảo vệ Đại Dương, bỏ ta ra. Hàn Tín, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Các huynh đệ, giết! Giết! Tề Vương, mau lên! Tề Vương, thành công không? Vậy là thành công rồi. Bắn! Đại ca, kỵ binh không xông lên được nữa, sau đó là rơi vào thung lũng. Chúng ta bị bao vây rồi, xông ra khỏi hẻm núi. Đại ca, sao mọi người đi vào sao vậy? Cái gì? Hậu phương đã bị mai phục rồi, bại quân bị kéo vào trong hẻm núi. Chúng ta không ra được nữa rồi. Đại Dương đi mau, bảo vệ Đại Dương, rút, rút, rút. Hạng Trang, Hạng Trang, Hạng Trang, đại ca. Hạng Trang không sao đâu. Không sao đâu Hạng Vũ. Không sao đâu. Một lát nữa chúng ta có thể ra ngoài rồi. Huynh hãy bảo trọng. Hạng Trang, không sao đâu. Hạng Trang, tỉnh lại đi. Hạng Trang, để tỉnh lại đi. Hạng Trang, Hạng Trang, để tỉnh lại đi. Hạng Trang. Bên ngoài đều đang ăn mừng. Huynh là chủ soái, trốn đây làm gì? Trương Lương nói, lần này vũ quân đã tổn thất gần hết, chút binh lực còn lại có Hạng Vũ toàn người già yếu bệnh tật. Như vậy là chiến tranh sắp kết thúc rồi phải không? Cuối cùng đã đánh bại Hạng Vũ, huynh không vui sao? Phải, ta đã thắng Hạng Vũ. Nhưng mọi thứ đâu có ý nghĩa gì. Vì ham muốn cá nhân mà hại bao người bỏ mạng. Những huynh đệ ra khỏi cửa ải đó vốn chẳng có mấy người. Tới nay tất cả đều đã mất. Chính ta đã khiến họ tự tìm đường chết. Ta đã từng căm ghét Hạng Vũ, ham chiến, lạm sát. Bây giờ ta đã biến thành người như hắn, chinh chiến nhiều năm. Ta một lòng muốn trở thành đại anh hùng, thiên hạ vô song. Nhưng muốn làm anh hùng phải trả giá quá lớn. Có lẽ
chúng ta đều là quân cờ. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là ý trời trêu ngươi mà thôi. Trải qua thất bại lần này, chủ lực của quân Sở thương vong gần hết, bị ép chạy về quốc đô Bành Thành. Không biết quân Hán đã chiếm hạ Bành Thành trước, Hạng Vũ đành gặp đâu đi đó, rút lui về hướng Tây Nam. Cuối cùng bị bao vây tại Cai Hạ. Đừng hát nữa, ta nghe đến tâm phiền rồi. Không hát cũng được, chúng ta cùng uống rượu. Thân thể của nàng hiện giờ sao có thể uống rượu chứ? Đường đường là bá vương của Tây Sở, từ khi nào trở nên cẩn thận dè dặt như vậy? Uống thì uống đi, dù sao cũng đều phải chết mà. Đừng nói những lời thất vọng như vậy. Binh sĩ của Sở quân đã đi gần hết, bây giờ lưu lại đây cũng chỉ còn thừa lại Vũ quân. Có Vũ quân là đủ rồi. Vô dụng thôi. Không quan trọng rồi. Đã không thể sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, vậy lần này có thể chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm rồi. Giờ ta có thể mang Vũ quân đột phá vòng vây, nhất định còn có cơ hội. Thiên hạ này ai có thể ngăn chặn được A Tịch huynh? Ta không sợ chết đi, nhưng ta sợ sau khi ta chết rồi, nàng sẽ phải làm sao? Huynh còn lo cho vết thương của ta sao? Huynh cũng quá xem thường ta rồi. Huynh tưởng rằng chỉ với vết thương này thì ta không thể cùng huynh ra trận được sao? Có thể được sao? A Ngu, nàng muốn làm gì? Nhìn đi.
A Tịch. Sống tốt nha. Năm 202 trước công nguyên, Hạng Vũ bị quân Hán bao vây cai hạ. An Ngu không muốn liên lụy Hạng Vũ, cũng không muốn bỏ Hạng Vũ ra đi, nên múa kiếm tự chém mà chết. Sở Quốc đi vào con đường cùng, Hạng Vũ và Hạng Tín cuối cùng phải trên cùng trận chiến. Tên cũng đã dương cung. Hàn Tín, Phàn Khoái và Tiêu Hà mang tới khẩu tín của Hán Dương. Hán Dương hỏi huynh, đã bao vây Hạng Vũ ở cai hạ 3 ngày rồi, sao huynh chưa tiến công? Hán Dương nói. Nói cái gì? Hán Dương nói là quân Sở hiện vẫn ngoan cố chống cự, nhất định không chịu đầu hàng. Ngài đã dẫn đại quân tới sau quân trận của ngài làm công vệ, sai ngài không cần e về Hạng Vũ. Nói như vậy, nếu ta không phát động tổng công, đợi đại quân Hán Dương lên tới, đến quân trận của ta cũng sẽ phá luôn sao? Vậy ngài tự nghĩ đi. Đây là ý của Lữ phu nhân, huynh không thể đi. Hạng Tín, ta biết huynh đang đợi Hạng Vũ đầu hàng, nhưng huynh cũng biết rõ, hắn đâu phải kiểu người này. Không phải ta đang đợi hắn, huynh nói vậy cũng vô ích. Sáng ngày mai, Hán Dương sẽ hạ lệnh toàn quân công kích. Hạng Tín, Phàn Khoái ta kính huynh là hán tử, nên khuyên huynh một câu, nhưng lúc vẫn còn kịp, mau xuất binh đi. Nhất định vẫn còn thời gian, nhất định vẫn còn cơ hội. Huynh nói gì vậy? Ta muốn cứu Hạng Vũ. Huynh nói gì? Báo! Hạng Vũ, Hạng Vũ tiến đến đây rồi. Cái gì? Hạng Vũ đem theo những vũ quân cuối cùng, giết đến đại doanh của chúng ta rồi. Tại sao không thể đợi thêm chứ? Xin Tề Vương xuất binh. Hạng Tín, đừng do dự nữa. Hạng Vũ ơi là Hạng Vũ. Hạng Vũ dẫn quân phá vây, trải qua huyết chiến, dẫn 800 quân tinh nhuệ phá vỡ phòng tuyến quân Hán. Hạng Sung,
giết, giết, chết trên sa trường, còn gì tuyệt hơn nữa, giết. Hạng Vũ rút quân về bờ sông Ô Giang, lại bị quân Hán bao vây lần nữa. Lúc này bên cánh tay Sở Bá Vương chỉ còn lại 28 người. Truyền kỳ kết thúc ở đây.